Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, One UI 7 lấy cảm hứng từ iOS 18. Samsung chuẩn bị mang đến một làn gió mới cho người dùng với bản cập nhật One UI 7 được đồn đại sẽ lấy cảm hứng từ iOS 18 của Apple. Cụ thể nó sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm các biểu tượng bo tròn với hiệu ứng 3D tinh tế, gợi nhớ đến thiết kế của macOS và visionOS. Một điểm nổi bật của One UI 7 là khả năng tùy chỉnh các hành động nhanh trên màn hình khóa, mở ra nhiều cơ hội truy cập ứng dụng hơn. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại trải nghiệm tiện lợi và cá nhân hóa hơn cho người dùng. Bảng thông báo cũng sẽ được cải tiến với thiết kế chia đôi, vuốt từ góc trên bên phải để hiển thị các nút chuyển đổi nhanh và từ góc trên bên trái để xem thông báo. Điều này thì giúp tối ưu hóa việc quản lý thông báo và cài đặt nhanh. Ứng dụng Camera sẽ được thiết kế lại với hệ thống menu đơn giản hóa, chuyển các điều khiển xuống dưới để dễ dàng tiếp cận. Dù có thể có những phản ứng trái chiều ban đầu, lịch sử cho thấy người dùng thường nhanh chóng thích nghi với những thay đổi mới mẻ. One UI 7 dự kiến sẽ ra mắt bản beta vào tháng 9 và buổi giới thiệu chi tiết tại hội nghị nhà phát triển Samsung vào tháng 10. Tin tức tiếp theo, Huawei kiện MediaTek. Huawei đã đệ đơn kiện vi phạm bằng sáng chế chống lại MediaTek tại Trung Quốc. Cáo buộc công ty này đã vi phạm các công nghệ truyền thông mạng 5G, 4G và có thể là cả 3G của họ. MediaTek xác nhận vụ việc và cho biết đang trong quá trình tố tụng nhưng không đưa ra thêm bình luận. Động thái này của Huawei không chỉ nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ mà còn đảm bảo các khoản phí cấp phép, hỗ trợ cho nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang diễn ra sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Huawei đang tìm cách đa dạng hóa nguồn doanh thu. Họ sở hữu khoảng 20% bảng sáng chế liên quan đến 5G trên toàn thế giới và đã tăng cường nỗ lực cấp phép từ năm 2021, ký nhiều thỏa thuận với các nhà sản xuất ô tô châu Âu và các công ty công nghệ lớn như là Oppo hay là Samsung. Năm 2022, doanh thu từ tiền bản quyền bằng sáng chế của Huawei đạt 560 triệu đô la. Vụ kiện chống lại MediaTek thể hiện quyết tâm của họ trong việc củng cố nguồn doanh thu thông qua các nỗ lực thực thi bằng sáng chế mạnh mẽ. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Redmi K70 Ultra chính thức ra mắt với bất ngờ lớn. Redmi K70 Ultra cuối cùng cũng đã ra mắt tại thị trường nội địa Trung vào ngày hôm qua. Điểm nhấn đầu tiên của sản phẩm chính là màn hình OLED 6,67 inch được đồng phát triển với TCL, độ phân giải 1,5K, có HDR10+, Dolby Vision và tần số quét 144Hz. Màn hình này không chỉ sắc nét mà còn mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của người dùng. Công nghệ làm mờ PWM 3840Hz cũng được tích hợp giúp bảo vệ mắt trong các tình huống thiếu sáng. Ở bên trong, máy được trang bị Dimensity 9300+ của MediaTek kết hợp với nhiều công nghệ tiên tiến như là chip tăng cường tín hiệu PenPai T1 và chip Surge P2. Điều này đảm bảo hiệu suất vượt trội và khả năng kết nối mạnh mẽ. Pin dung lượng lớn 5500 mAh, có sạc nhanh 120W, giúp người dùng luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Về giá cả, K70 Ultra khởi điểm từ 9 triệu đồng đến tối đa 14 triệu đồng cho bản 24GB và 1TB bộ nhớ trong. Đây là con số khá bất ngờ bởi theo dự đoán trước đó, bản cao cấp nhất này có giá tới 18 triệu đồng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.